Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu cũng đã đi kiểm tra tình hình khắc phục lũ lụt, thăm tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Huế. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đến kiểm tra tình hình khắc phục lũ lụt tại các xã Phủ Mầu, Phủ Thanh, thành phố Huế, thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả mà bà con đang phải gánh chịu và mong người dân đoàn kết giúp nhau khắc phục khó khăn, sớm vượt qua những ngày mưa lũ. Bí thư Tỉnh ủy cho biết hiện nay mặc dù nước đã bắt đầu rút nhưng trên địa bàn thành phố Huế vẫn còn nhiều điểm bị ngập sâu, yêu cầu các địa phương cần tiếp tục triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn chủ quan. Dự báo thời tiết sẽ diễn biến phức tạp trong những ngày tới, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động phát huy phương án 4 tại chỗ trong phòng chống lũ bão, đặc biệt chú ý đến những đối tượng yếu thế như người già, trẻ nhỏ cần phải sơ tán dân vùng ngập, sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn.